chọn dầu gội phù hợp làm cho tóc của bạn trở nên chắc khỏe và óng mượt. Các bạn đã bao giờ gặp cái tình trạng là tóc sẽ khô này, xơ, gãy rụng chưa? Cái lý do cho cái việc này có rất là nhiều. Một trong số đó là mình sử dụng những cái loại dầu gội không phù hợp, dẫn đến là mọi người sẽ có cảm giác là da đầu bị kích ứng, tiết nhiều gầu và nhiều dầu. Cái quá trình này diễn ra thường xuyên khiến cái năng mắc nó bị tổn thương, tóc khô sơ và gãy rụng rất là nhiều. Cái cách mà chăm sóc tóc đòi hỏi phải chú ý đến các đặc điểm riêng biệt của mái tóc và da đầu. Cái việc mà lựa chọn cái dầu gội đầu phù hợp không chỉ giúp bảo vệ cái mái tóc của chúng ta đâu, mà còn giúp nuôi dưỡng và giữ cho cái mái tóc của mình ấy được khỏe mạnh và đẹp tự nhiên. Dưới đây là các cái hướng dẫn chi tiết hơn để bạn có thể chọn đúng cái loại dầu gội cho từng cái trường hợp cụ thể của tóc. Nếu như mà bạn có cái mái tóc khô nhá, thì mình hãy tìm cái loại dầu gội chứa các cái thành phần dưỡng ẩm như là dầu argan này, doji hoặc cái tinh dầu thiên nhiên ấy. Cái này bạn có thể dễ dàng đọc thấy trên cái bảng thành phần của dầu gội đầu nhá. Những cái thành phần này nó có khả năng cung cấp cái độ ẩm cần thiết giúp cái mái tóc của chúng ta mềm mại và dễ dàng được ngăn ngừa được cái tình trạng mà xơ rối của tóc. Bên cạnh đó, những cái loại dầu gội mà chứa glycerin cũng rất là hữu ích nha, vì chúng giúp hút ẩm từ cái không khí này, giữ nó ở trong tóc và cải thiện cái độ đàn hồi, làm cho cái mái tóc của mình ấy bóng và mượt hơn. Để tối ưu hiệu quả thì bạn có thể kết hợp với dầu hỏa hoặc là mặt nạ tóc chuyên dụng để tăng cường thêm cái độ ẩm cho tóc. Thứ hai, đối với những loại tóc mà dầu nhờn thì mình cần kiểm soát dầu thừa cho cái tóc đó. Thì đối với những cái tóc dễ bị nhờn và dầu bết ấy, thì chọn dầu gội có khả năng là làm sạch sâu hoặc là kiểm soát được cái dầu thừa. Các cái sản phẩm chứa những cái thành phần như là than hoạt tính này, đất sét hoặc là các cái acid salicylic sẽ giúp hấp thụ cái dầu thừa ở trên tóc, loại bỏ cái bụi bẩn một cách là hiệu quả, đồng thời làm sạch da đầu mà không làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên của tóc. Tuy nhiên, cần tránh cái loại dầu gội mà chứa quá nhiều các cái hóa chất mạnh nhá, vì chúng có thể gây ra một cái phản ứng là kích ứng cái da đầu, làm tóc dễ gãy rụng. Hãy sử dụng cái dầu gội này một cách là hợp lý và không gội quá nhiều lần trong tuần để tránh làm mất cân bằng tự nhiên của da đầu. Thứ ba, khi mà mình chăm sóc những cái tóc xoăn này với những cái dưỡng ẩm hoặc là cần giữ nếp ấy, thì những cái tóc xoăn ấy thì thường cần được chăm sóc đặc biệt với những cái sản phẩm dành riêng cho những cái loại tóc này. Chọn cái dầu gội đầu mà chứa cái thành phần là dưỡng ẩm, làm mềm như là dầu dừa này, dầu ô liu hoặc là bơ hạt mỡ nha, để giúp tóc nó sẽ giữ nếp, giảm cái tình trạng rối và xoăn xù. Các cái sản phẩm này sẽ giúp cung cấp dưỡng chất thấm sâu vào trong sợi tóc, giữ cho các cái lọn tóc xoăn ấy luôn được bồng bềnh và địa hình nó sẽ được đẹp mắt. Và đừng quên kết hợp với các sản phẩm tạo kiểu nhẹ nhàng như là kem giữ nếp hoặc là dầu dưỡng tóc để duy trì cái độ đàn hồi và sự bóng mượt của cái tóc xoăn. Thứ tư, cái loại tóc này cũng là cái tóc mà chị em cần chăm sóc, đó là làm sao chăm sóc cái tóc yếu và tóc mỏng. Thì mình cần tăng cường cái dinh dưỡng cho cái tóc này. Nếu mà tóc bạn cần thêm dinh dưỡng thì chọn dầu gội ấy, chứa các cái vitamin, đặc biệt là vitamin E này, protein hoặc những cái chất xuất từ cái thảo mộc ấy. Thì vitamin E giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn và tăng cường cái độ bóng cho tóc. Trong khi thì cái protein giúp củng cố cái cấu trúc của tóc, làm giảm cái tình trạng là tóc gãy rụng. Các cái chất xuất từ cái thảo mộc như là lô hội này, nhâm sông hoặc là những cái hương thảo ấy thì cũng có tác dụng làm cho dịu da đầu và kích thích cái sự phát triển của tóc. Sử dụng thường xuyên cái dầu gội này ấy, có thể mang lại sự cải thiện rõ rệt và sức sống, độ bóng khỏe cho cái mái tóc của mình nhé. Cuối cùng thì bảo vệ cái da đầu và nhạy cảm với cái loại dầu gội dịu nhẹ. Nếu mà da đầu của bạn là nhạy cảm này, hãy chọn cái dầu gội mà không chứa cái phẩm màu này hay là hương liệu hoặc là sunfat nhé. Những cái sản phẩm này thường có những công thức dịu nhẹ, ít gây kích ứng và bảo vệ cái làn da đầu ấy, nó là nhạy cảm của bạn khỏi những cái tác hại hay là những cái tác nhân gây hại. Các cái loại dầu gội chứa các cái chất xuất từ hoa cúc này, lô hội này hoặc là yến mạch thì rất là thích hợp cho cái da đầu nhạy cảm, vì chúng có cái đặc tính là chống viêm, làm dịu và cung cấp những cái độ ẩm không gây khô hay là kích ứng. Khi mà sử dụng thì hãy nhẹ nhàng massage ở trên da đầu của chúng ta. Đấy, massage một cách nhẹ nhàng nhá, tăng cái cường cái máu lên trên cái nền da đầu này. Nhưng mà mình nhớ là massage nhưng mà đừng day cái gốc tóc nhá. Mình day là giữ yên một chỗ thì lúc đấy mình mới day cái phần da đầu. Chứ còn nếu mà mình chà chà như thế này là mình day cái phần gốc tóc thì làm cho tổn hại đến cái phần nang tóc nhá. Khi mà sử dụng thì mình massage tăng cường tuần hoàn cái máu ở đây, giúp lưu thông và thấm sâu vào cái chân tóc. Như vậy thì một mái tóc để đẹp ấy không chỉ phụ thuộc vào cái việc mà chăm sóc bề mặt, còn bắt đầu từ việc mà chọn đúng cái loại dầu gội phù hợp với nhu cầu riêng biệt của tóc hay là làn da đầu. Hãy lắng nghe cơ thể và tóc của bạn, thử nghiệm điều chỉnh để tìm ra những cái dòng nó phù hợp giúp cái mái tóc sẽ là luôn bóng, sạch, khỏe, tỏa sáng, đầy tự tin và sức sống nhé.